hình cho bà con xem, cái này rất là xinh cho bà con một tay xăm ha. À, là trường bông rất là đẹp. À, rất lại quay cho bà con xem cái là rất là xinh cho bà con một tay xăm. À, trường bông rất là đẹp ha, rất là đẹp, bình bông rất là đẹp. Và giác loại thỉnh trầu cao về cúng trả lễ và với lòng thành kính của giác loại, giác loại nguyện cho ai thấy được kim thân Đức Mẹ Phật Bà thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Lại xin cho bà con một tay xăm nha. Mua dây đạo Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu. Xin Đức Thánh Mẫu từ bi gia hộ ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác trên kênh của con một tay xăm may mắn. Một tay xăm ngày thứ ba đầy Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu. Ngày 24 tháng 10 năm 2023 nhằm ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch, xin Đức Thánh Mẫu ban cho con một tay xăm tài, một tay xăm lộc để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con có được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu bà cố đèn trời soi xét xin ban cho một tay xăm lộc, một tay xăm may mắn để cho bà con cô bác trên kênh ai cũng được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số thầy xăm nằm ốp xuống, con cũng quay vào trong con trình lễ, con xin Đức Thánh Mẫu bà cố độ cho số thầy xăm này có cái lộc trùng khớp với đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu liên có miền Bắc miền Trung, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn ngày thứ ba ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Con xin đón nhận số thầy xăm. Số thầy xăm là số 03, số thầy xăm là số 03, xăm ốp xuống 0330. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu và cố độ cho số thầy xăm 0330 có cái lộc trùng khớp với đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu. Xin Đức Thánh Mẫu và cố cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần được thánh keo nha bà con ha. Một lần được thánh keo cho nên là giác lợi quỳ xuống giác lợi đảnh lễ Đức Thánh Mẫu và cố ha. Hôm nay giác lợi xin một lần được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu bà cố, xin Đức Thánh Mẫu bà cố độ cho số thầy xăm 0330 có cái lộc lớn ngày thứ ba trùng khớp với đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu. Xin Đức Thánh Mẫu bà cố ân điển ban cho cái số thầy xăm này có cái lộc lớn để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu bà cố chứng minh, xin Đức Thánh Mẫu bà cố độ cho. Hôm nay giác lợi xin được số thầy xăm 0330 rất là đẹp, cho nên giác lợi không xin thêm bên Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành nữa ha. Mà bà con tu bác nên tập trung vào mua số 0330 dùm cho giác lợi ha. Ngày thứ ba, ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch năm 2023, miền Nam có đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu ha. Hôm nay giác lợi xin miền Nam Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu cho bà con ha. Thì bà con ở miền nào tham khảo miền đó, hôm nay giác lợi xin một lần được thánh keo. Cho nên là giác lợi mong rằng bà con cô bác chúng ta nên tập trung vào 0330. Giác lợi không xin thêm bên Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành nữa ha. Mà giác lợi xin qua bệnh đó, giác lợi nguyện thì Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành độ cho bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi cũng mong rằng Đức Thánh Mẫu bà cố, Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành sẽ độ cho bà con có cái lộc lớn ngày thứ ba, ngày mùng 10, ngày vía ông địa ông thần tài 303 và 330. Và con cứ gắn có thể tìm mua tờ giấy số 303330 ha. Nhắc lại qua nhắc lại nguyện ha. Con cũng nguyện xin Đức Thánh Mẫu và cố, nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành đèn trời soi xét xin độ ban cho số thầy xăm 303330. Con xin đến Đức Thánh Mẫu và cố, Đức Thánh Mẫu độ cho. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành chứng minh xin độ ban cho bà con cô bác trên kênh của con có được cái lộc lớn ngày thứ
3 Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu về 303-330, ba càng 303-330 để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc lớn. Con xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mạng ngũ hành đầu cho, Nam Mô A Di Đà Phật chứng minh đầu cho. Giác lại nguyện thôi, giác lại không có xin thêm nữa ha bà con ha. Bởi vì cặp số này rất là đẹp, 303-330 Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu rất là đẹp. Cho nên giác lại nguyện cho bà con cô bác có được cái lộc lớn ha. Giác lại mong rằng bà con cô bác anh chị em xem kênh được cái lộc may mắn. Hôm nay với lòng thành kính thì giác lại cũng về miếu phụng sự tam bảo và thỉnh cầu cao đi cúng nè. Bà con cô bác anh chị em thì trả lại bà xin cái lộc cho bà con cô bác một lần được thánh keo. Thì bà con cô bác anh chị em nào hợp thì có thể tìm mua tờ giấy số 0330 ha, 303-330, biết đâu cái phước đức nhân duyên cái lộc của bà con có thì bà con có được cái lộc may mắn ha. Mà quan trọng là cái phước báu của từ mọi người mình mua để cầu may tờ giấy số. Nam Mô A Di Đà Phật, giác lợi cũng thành tâm xin bà độ cho tất cả bà con cô bác ai thấy được kim thân của Đức Thánh Mẫu, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều thuận lợi, ai bị tâm tai phạm thế tế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Thánh Mẫu và cổ độ cho ban các phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh, ai cũng được cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật, lại quay gần lại bình bông cho bà con xem ha, chiếc bình bông rất là đẹp nha bà con ha, bông rất là đẹp nha bà con ha. Nam Mô A Di Đà Phật.